32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đều rất trang nghiêm và còn viên mãn, đều giống như hiện tại. Cũng chẳng khỏi tưởng đó là quá khứ, hoặc đó là hiện tại, hoặc là vị lai, hoặc là hai thời gian, hoặc chẳng phải hai thời gian, chẳng có nghĩ tưởng như vậy. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát vĩnh viễn lìa khỏi tất cả các vọng tưởng, chẳng còn mọi sự chấp trước. Phật tử, chư Phật Như Lai, vì muốn khiến cho chúng sinh an vui mà xuất hiện ra đời, vì muốn khiến cho chúng sinh sinh luyến mộ mà thị hiện vào Niết Bàn. Nhưng Như Lai thật không có ra đời, cũng không vào Niết Bàn. Tại sao? Vì Như Lai thường trụ pháp giới thanh tịnh, tùy tâm chúng sinh mà thị hiện Niết Bàn. Các vị Phật tử, chư Phật Như Lai, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh an vui mà xuất hiện ra đời, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh sinh tâm luyến mộ mà thị hiện vào Niết Bàn. Tại sao Phật phải vào Niết Bàn? Vì dạy chúng sinh đừng có tâm ỷ lại. Nếu Phật chẳng vào Niết Bàn thì đệ tử Phật cho rằng Phật còn ở đời, chẳng chịu tu hành. Thời gian lâu dần, Phật có thể gia trì cho họ giới lực, cho họ định lực, cho họ huệ lực. Giới định huệ đều có thể đắc được, giống như tôn giả A Nan ở trong Kinh Lăng Nghiêm có nói. Ngài A Nan với Phật là anh em chú bác, thân như ruột thịt. Do đó Ngài cho rằng Ngài không cần tu hành, tương lai Phật sẽ ban cho Ngài tam muội, vì sợ rằng chúng sinh có tâm ỷ lại như thế, cho nên phải thị hiện vào Niết Bàn. Đó là chẳng có cảnh giới Niết Bàn mà thị hiện cảnh giới Niết Bàn. Kỳ thật, Như Lai chẳng có ra đời cũng chẳng vào Niết Bàn. Tại sao? Vì Như Lai thường trụ pháp giới thanh tịnh, chỉ tùy thuận tâm của tất cả chúng sinh mà thị hiện vào Niết Bàn.